Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa thứ 6, ngày 17 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Chương trình thời sự trưa này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Kạn tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Nhiều hợp tác xã có đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Triệu phú trên dẻo cao. Quý vị khán giả, ngày 16 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Nari khai mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2021 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Lương Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện Nari vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội. Trên địa bàn huyện hiện nay có 22 sản phẩm OCOP, gồm 21 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 5 sao. Trong năm, địa phương trồng được hơn 522 ha rừng. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân mỗi xã đạt 12,75 tiêu chí. Trong đó một xã là xã Kim Lư đạt 19 tiêu chí và duy trì xã nông thôn mới nâng cao. Thu ngân sách đã được hơn 21 tỷ 580 triệu đồng, vượt kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng chung đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện. Một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra như diện tích cây rong giềng chỉ đạt hơn 86%, diện tích trồng mới cây ăn quả đạt 51%, số thôn đạt thôn nông thôn mới không đạt, xuất khẩu lao động mới đạt 34%, tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh chưa đạt kế hoạch, một số dự án phát triển sản xuất còn chậm triển khai. Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ thảo luận và đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Năm 2021, tỉnh Bắc Kạn được giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 2.900 tỷ đồng, trong đó 6 dự án trọng điểm chiếm tới hơn 1.270 tỷ đồng, có tác động toàn diện tới phát triển kinh tế xã hội của tỉnh khi hoàn thành. Tranh thủ thời gian kiểm soát tốt dịch COVID-19, tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Là một trong những đơn vị thực hiện nhiều công trình dự án thuộc nguồn vốn vay nước ngoài, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn hiện đang có 15 công trình thực hiện năm 2020 và 5 công trình đang thực hiện của năm 2021 với tổng nguồn vốn trên 50 tỷ đồng. Năm nay triển khai 5 công trình thì cho đến thời điểm này đã được trên 95% và hiện nay thì đang chờ Sở Xây dựng là đi kiểm tra để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân, ngay từ cuối tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các chủ đầu tư phải thực hiện mọi biện pháp để hoàn thành giải ngân đạt 60% nguồn vốn vào ngày 30 tháng 9 và đạt 100% vốn khi hết năm. Tuy nhiên, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến nay tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh mới đạt 60% kế hoạch. Trong đó, phía các sở ban ngành giải ngân đạt 62%, các huyện, thành phố giải ngân đạt 52%. Xác định việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thời gian thực hiện không còn nhiều, do đó các giải pháp cần tiếp tục được các chủ đầu tư tích cực triển khai trong những ngày tới. Nếu không, khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân của tỉnh là rất khó khăn. Thời gian qua, nhiều hợp tác xã trong tỉnh không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả mà còn tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương, qua đó đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có gần 300 hợp tác xã đăng ký thành lập, trong đó hợp tác xã hoạt động khá giỏi, chiếm trên 57%. Điển hình như hợp tác xã Tài Hoa ở huyện Nari, hợp tác xã Đại Hà ở huyện Bạch Thông, hợp tác xã Yên Dương ở huyện Ba Bể, hợp tác xã nông nghiệp Thanh niên Như Cố ở huyện Chợ Mới, hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành ở thành phố Bắc Kạn. Các hợp tác xã này không chỉ ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất mà còn thực hiện tốt việc liên doanh liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản ở địa phương. Một số hợp tác xã khác dù mới thành lập nhưng cũng đã mạnh dạn mở rộng quy mô, tăng cường hợp tác với các nông hộ và thực hiện đa dạng các loại hình dịch vụ nên đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn phát triển. Tiêu biểu như hợp tác xã Ô Cốp Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, hợp tác xã Hiền Minh ở phường Phùng Chí Kiên, hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao BK Food ở thành phố Bắc Kạn. Thưa quý vị khán giả, không cam chịu đói nghèo, bằng ý chí và nghị lực, gia đình bà Triệu Thị Lanh, thôn Nà Pùng, xã Cổ Linh, huyện Bắc Nẵm
đã mạnh dạn lên Bản Mông mua đất, đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Nhờ nhạy bén, chăm chỉ làm ăn, gia đình đã thoát nghèo và trở thành triệu phú trên bản vùng cao. Nhận thấy tại thôn Nà Pùng phát triển kinh tế khó, diện tích đất ít, hai vợ chồng bà Triệu Thị Lanh đã bàn với nhau vay vốn ngân hàng mua 1.000 mét vuông đất trên thôn vùng cao Cốc Nghè, thôn đồng bào Mông sinh sống để phát triển kinh tế. Ban đầu gia đình xây dựng một khu chuồng trại chăn nuôi lợn với 6 chuồng, trung bình mỗi chuồng nuôi từ 8 đến 10 con. Đến năm 2019, có vốn, bà Lanh đã đầu tư mở rộng chuồng trại thành 2 khu với 14 chuồng, trong đó một khu chăn nuôi lợn nái với 13 con và một khu chăn nuôi lợn thịt, mỗi lứa 60 con. Mình cũng cả nhà bây giờ cũng tập trung vào lợn. Cả ngày sáng dậy về là ra nhà bên này nhóm lửa vào là nấu rượu được làm cám lợn, chăn lợn thế thôi, ngày nào cũng thế. Mình cũng mộc mạc làm, mình cũng không biết là lúc đầu tiên cũng toàn mua lợn con, xong là mình thấy tiếc tiền quá là đầu tư lợn nái vào, xong là để về là mình tự nuôi, nuôi lớn là bán. Nhờ có thu nhập, bà Lanh tiếp tục mở rộng đầu tư theo cách lấy ngắn nuôi dài, tận dụng nông phẩm để có nguồn thu kép. Không chỉ đầu tư chăn nuôi lợn, gia đình còn kết nối đại lý thu mua nông sản cho bà con, đầu tư phát triển chăn nuôi ngựa bạch, trâu bò. Nhờ đó gia đình bà đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi. Không chỉ chú tâm phát triển kinh tế gia đình, bà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương, trao đổi kinh nghiệm làm ăn với bà con. Nuôi chỉ kinh tế chủ yếu là may sát, nấu rượu, nuôi lợn thế thôi, thu mua ngô, thóc, gạo các kiểu, cái gì nên tiền là làm thứ ít. Ban đầu là mình cũng mua cái ít nhà bên quán, cái nhà nhỏ nhỏ kia về phát triển được, mình mới mua thêm, mua cái bên kinh tế bên này, chuồng trại bên này, máy sát bên này, xong mới phát triển được lại mua thêm cái đằng sau nhà với chuồng trại trâu bò. Có làm được nhà không? Phát triển được mà làm được nhà. Với hộ gia đình ông Chu Văn Tranh, Triệu Thị Lanh ở thôn Nà Pùng thì cũng là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Đấy, cũng đã được nhiều năm được cấp huyện, cấp tỉnh, cấp xã tặng giấy khen, và cũng là hộ gia đình thực hiện cái mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình là cũng rất là đạt được cái hiệu quả kinh tế cao. Đấy, cũng từ chăn nuôi lợn, thứ hai là thu mua nông sản, thứ ba là nuôi ngựa bạch. Đấy, và mô hình của gia đình ông cũng làm là cũng là một hộ gia đình tiêu biểu của xã. Để có thành quả như hôm nay, gia đình bà đã trải qua biết bao khó khăn, nhưng với ý chí không ngại vượt khó để vươn lên, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi đã đem lại hiệu quả kinh tế kép. Đây là mô hình kinh tế đáng nhân rộng để bà con học hỏi kinh nghiệm và làm theo. Thời gian qua, việc đăng ký, xây dựng và duy trì các mô hình dân vận khéo được huyện Nà Rì quan tâm thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Năm 2021, các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện tiếp tục đăng ký thực hiện trên 120 mô hình dân vận khéo, tập trung ở các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, cải cách thủ tục hành chính và phát triển kinh tế. Các đơn vị đã có những việc làm, hành động cụ thể để thực hiện mô hình, trong đó chú trọng vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó có nhiều công trình phần việc như bảo vệ môi trường, hiến đất, hiến công xây dựng các công trình công cộng, nỗ lực xây dựng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế gia trại, trang trại, xây dựng các sáng kiến, cách làm hay để nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân với địa phương. Bắc Nậm vừa tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và ra mắt 9 nhóm nòng cốt tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn dân cư. Hội thi được tổ chức tại xã Bằng Thành với sự tham gia của 9 đội thi là đoàn viên, hội viên phụ nữ của xã Bằng Thành. Nội dung tuyên truyền về các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ và các quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông. Kết thúc hội thi,
ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích và 3 giải thành phần cho các đội thi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.